Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về bát bộ tài tinh ở trong khoa tử vi. Ở đây sẽ gồm có 8 bộ sao, mà theo cổ nhân của chúng ta thì 8 bộ sao này nó sẽ có ưu thế hơn về cái mảng về kinh doanh, tài chính hay là đầu tư. Ở trong cái bộ tài tinh, cái chữ tài ở đây thì chúng ta có thể hiểu nó là đơn giản là tài sản. Và thứ hai nó cũng là cái tài năng. Người mà có tài sản, người có tiền bạc thì chắc chắn là sẽ có tài năng rồi. Và cái tài năng của bộ tài tinh này thì nó sẽ là cái khả năng mà biến đổi từ tài năng sang tiền bạc. Nó sẽ vượt trội hơn so với những bộ sao khác. Đây là theo cái tư tưởng của cổ nhân chúng ta và nó sẽ hơi ăn vào cái tư tưởng xã hội xưa một chút. Và bây giờ thì các cái bộ tài tinh nó cũng sẽ khác đi một phần. Vì do cái thời thế mà. Đó, ví dụ như là ngày xưa thì chúng ta sẽ ăn nhiều cái tổ hợp của liêm lộc đúng không? Liêm lộc hoặc là vũ phúc hoa lộc, đặc biệt là thời bao cấp chỉ có ăn chỗ lộc của liêm lộc thôi. Bây giờ thì nó có rất nhiều các loại ngành nghề, bây giờ thì phát triển mạnh là tham lộc hay là thái dương hoa lộc. Nó nói về cái hệ về thương mại điện tử liên quan đến cái mảng về truyền thông phát triển rất là mạnh, cái mảng về ăn chơi cũng phát triển rất là mạnh, hay là cái mảng về vũ phúc hoa khoa nó cũng phát triển rất là mạnh, về cái mảng về tài tinh, về cái lĩnh vực về công nghệ. Thì theo từng thời kỳ nó sẽ có cái sự thay đổi khác nhau. Và theo quan niệm xưa thì ở đây bát bộ tài tinh là nó sẽ phát triển mạnh nhất, cái khả năng vượt trội về biến đổi tài năng thành tiền bạc. Có những người mà có tài năng chẳng hạn ca hát hay là vẽ chẳng hạn, nhưng mà họ không biến cái tài năng đó của họ thành tiền bạc thì nó gọi là tài hoa chứ không phải tài năng. Thì cái bộ tài tinh đầu tiên nó sẽ là bộ sao vũ khúc. Thời nào cũng vậy, vũ khúc luôn là đứng đầu bảng. Đây là một cái, vũ khúc có thể nói nó là một cái khái niệm chung trong cái việc mà biến đổi giá trị thành tiền bạc. Đấy, luôn nằm ở trong cái tam hợp của tử vi, đó là cái cung tài của sao tử vi. Thứ hai là bộ sao thiên phú. Thứ ba là bộ sao thái âm. Thứ tư là tổ hợp sao hóa lộc. Thứ năm là lộc tồn. Thứ sáu là hoa cái. Thứ bảy là thiên mã. Thứ tám là bộ sao song hao. Thì đây là 8 bộ sao tài tinh. Theo cái tư tưởng của cổ nhân chúng ta là bộ sao vượt trội về cái khả năng mà kiếm tiền hay sử dụng cái năng lực của mình để nó biến nó thành tiền bạc. Đầu tiên luôn là tổ hợp của vũ khúc. Vũ khúc nó tượng cho cái sự giao thương, trao đổi hàng hóa. Vũ nó là cái sự uyển chuyển, trao đổi hàng hóa. Ví dụ như là chúng ta là cái người mà trao đổi hàng hóa từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao, đó là trao đổi giao thương. Không cần vốn quá nhiều, đó cần cái sự linh hoạt, đó là vũ khúc. Vũ khúc hành kim, nó sẽ khác với thất sát một điều là thất sát thì cái tư tưởng của họ là cũng là hành kim nhé, nhưng mà thất sát là cái tư tưởng của họ là một cái tư tưởng nhanh gọn, kiếm đến đâu nó sẽ gọn đến đó. Còn vũ khúc là xu hướng là họ sẽ xây dựng một cái thị trường đó, đôi khi là 100% tiền mình chỉ lấy 80 thôi, để lại 20% để lấy cái sự kết nối. Đó là cái vũ khúc, là hay là nó sẽ tạo được cái thị trường. Thế nên là nó vượt trội hơn so với bộ sao thất sát. Thế nên thất sát không được gọi là bộ tài tinh vì cái khả năng biến đổi tiền bạc của nó đôi khi là cái hiệu suất cao nhé, hiệu suất rất là cao. Thất sát kiếm 10 đồng thì có thể lấy đến 9 đồng. Thế nhưng mà cái cơ hội để tạo ra thị trường này nó ít hơn là so với vũ khúc. Vũ khúc nó là cái sự uyển chuyển, nó là cái sự kết nối xoay vòng, đấy, cứ xoay vòng lại với nhau thế này. Đấy, khách hàng này nối tiếp khách hàng kia, nó có cái sự liên kết với nhau, đấy, có cái sự mà luân chuyển lẫn nhau, nó thành một cái vòng quay đấy, gọi là vũ khúc, là một cái vũ điệu đấy. Người vũ khúc rất là thích những cái gì đó mà nó sẽ có cái sự liên kết với nhau, hiểu không? Làm cái này nó đè lên cái kia, nối tiếp cái kia. Đấy. Còn thất sát thì nó sẽ có một cái giai đoạn dừng ở giữa. Làm đến đâu nó gọn đến đó quá thì đôi khi là nó sẽ không tạo ra các mối quan hệ, làm đâu nó gọn quá mà. Thế nên là vũ khúc ở cái thời điểm nào cũng vậy, nó là cái bộ sao tài tinh chung rồi, cái vị thế của nó luôn là đứng số 1 rồi. Nó về giao dịch
nó về giao thương, đôi khi là sẽ không cần nhiều vốn, không cần nhiều cái cơ sở vật chất quá, lại cũng có thể buôn được. Đấy, chỉ cần mình có cái khả năng nhìn nhận về thị trường, mang từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao để bán thôi. Tư tưởng khá là đơn giản như vậy. Còn thứ hai là tổ hợp của sao Thiên Phú. Sao Thiên Phú của chúng ta gọi là thiên kho quốc khố, kho khố. Thiên Phú thì nó sẽ thiên về cái kinh doanh theo cái mảng mà đầu tư, xây dựng một cái hệ thống, xây dựng hệ thống, xây dựng hệ thống kinh doanh. Nó phải có uy tín nhá, nó phải có thời gian trải nghiệm. Nó không giống như Vũ Húc đấy, ông mua một một tấn hàng hóa rồi ông đi mang đi bán, từ mua sỉ sang bán lẻ. Thiên Phú thì nó khác, nó phải có kho, nó phải có bến bãi, nó phải có cái vị trí địa lý, nó phải có cái văn phòng đặt ở đó. Đấy, cái người đại diện. Vì trong Thiên Phú này nó luôn có tổ hợp của sao Thiên Tướng. Thiên Tướng luôn đóng ở cung quan. Tức là đấy, nó có buôn ở đâu thì nó cũng phải có một cái văn phòng đại diện, cũng có một cái tên tuổi, có một cái thương hiệu. Nên là Vũ Khúc buôn đôi khi là không cần cái gì cả, đúng không? Mang một cái bao tải là đi bán được. Còn đấy, Thiên Phú nó phải có một cái thương hiệu về đó, tên tôi là gì đó, sau này thì mọi người cứ tìm đến đó. Nó còn là cái uy tín, Thiên Tướng ở đây là cái uy tín. Thế nên là cái cách của Thiên Phú đôi khi nó sẽ chậm hơn cái cách của Vũ Khúc khá là nhiều. Trong cái thời gian Thiên Tướng, người ta phải gây dựng cái tên tuổi, gây dựng cái lòng tin cho mọi người, rồi bắt đầu là kiếm tiền, nó sẽ hơi chậm. Nhưng mà Phú thì nó thể hiện một cái cách là kho khố, khả năng giữ tiền. Và Thiên Phú thì nó còn một cái chức năng là cái bộ sao có khả năng quản trị, khả năng điều hành rất mạnh. Thế nên là nó có thể thống lĩnh được cả một cái hệ thống do có Thiên Tướng này, nhân sự ở bên dưới, đây, một hệ thống rất nhiều người nữa. Nó là một cái hệ thống phức tạp, xây dựng theo kiểu hệ thống. Đây, đôi khi Vũ Khúc là cái người buôn sỉ bán lẻ thôi, giao thương, ngoại thương. Thứ ba là tổ hợp của sao Thái Âm. Thái Âm khí phú chủ tài. Thái Âm nó thể hiện cho cái khả năng thu hút, thu hút tiền bạc, thu hút tài chính về với mình. Nó sẽ gọi là cái cặp âm dương. Thái Dương thì tiếp cận, còn Thái Âm thì thu hút về. Thái Âm nó còn thể hiện cho các khối tài sản lớn. Thái Âm ở đây thường nó sẽ thiên về những cái tổ hợp ngành về thương mại, doanh nghiệp, doanh thương. Trong tam hợp của Thái Âm luôn có sao Thiên Lương, nó chủ cho cái tổ hợp ngành về sản xuất, và cái tính tiếp cận, cái tính thu hút là tính làm con người làm thương mại. Thế nên là Thái Âm ở đây nó là cái bộ tài tinh cũng khá là mạnh, mang cái tính là thu hút cái sự đầu tư của mọi người đến với mình. Đấy, mang cái tính chất là cái bộ sao thiên về cái lĩnh vực về sản xuất, cung ứng thị trường, là sao Thái Âm này. Tiếp đến là bộ sao Hóa Lộc. Sao Hóa Lộc và bộ sao Lộc Tồn thì đây là hai bộ sao mà ý nghĩa của nó rất gần với cái việc tiền bạc. Nó giống như đây là nó thể hiện cho cái tiền mặt của chúng ta vậy. Khi mà chúng ta cầm được hai bộ sao này, tức là chúng ta cầm rất là gần với tiền mặt, nó thể hiện cho cái tiền của chúng ta đấy. Đấy, cái giá trị về tiền rất gần đấy. Hay gặp may mắn về vấn đề tiền bạc. Đấy là hai tổ hợp của Hóa Lộc và Lộc Tồn. Nó thể hiện cho cái lộc mà nó hiện hữu ngay lập tức. Đó là hai cái tổ hợp này. Cái tổ hợp Hóa Lộc nó chỉ mang tính chất là nó chuyển hóa. Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Nó là một cái giống như là trạng thái trung gian vậy. Nếu như các cái chính tinh của chúng ta, ví dụ như Vũ Khúc chẳng hạn, hay là Tham Lang chẳng hạn, nó là một cái nguồn điện, là một cái tài năng, thì Hóa Lộc giúp nó chuyển hóa thành tiền bạc. Đấy, giúp Vũ Khúc chuyển hóa thành tiền bạc, lại giúp Tham Lang chuyển hóa thành tiền bạc. Nó giống đây là một cái nguồn điện này, chính tinh của chúng ta, nguồn điện đấy. Thì đấy, Hóa Lộc ở đây nó là một cái mục đích sử dụng, đúng không? Chúng ta chuyển hóa cái hệ thống chính tinh này, cái tài năng của chúng ta thành tiền bạc, thì nó là một cái giống như là một cái trung gian chuyển hóa vậy, cái Hóa Lộc này. Thế nên là khi mà chúng ta không có năng lượng, không có năng lực thì hóa nó cũng bằng không. Thế nên là những cái người mà có nhiều hóa đấy, họ phải có nhiều cái năng lượng, họ phải có nhiều cái tài năng thì mới có khả năng chuyển được. Thế nên là Tam Hóa Liên Châu hay là
tam kỳ gia hội thì nó cũng phải có một cái gì đó, con người ta phải có cái gì đó để nó chuyển hóa được, không có năng lực thì chuyển hóa cũng bằng không thôi. Đấy, cái khả năng giao thương trao đổi đó là hóa lộc. Ngoài ra nó còn thể hiện cái khả năng giao tiếp, giao tiếp tạo các mối quan hệ, đó là hóa lộc. Đấy, vừa có khả năng lại tạo ra tiền bạc, vừa có khả năng tạo ra các cái mối quan hệ. Đấy, đây là cái bộ mà rất là năng động. Hóa lộc đóng vào mệnh ai cũng vậy, là cái mẫu người rất là tinh anh, nhanh nhẹn, tháo vác, rất là khéo ăn, khéo nói và dễ được lòng của mọi người. Khi đó thì chúng ta tạo ra được các cái mối quan hệ, tạo ra các mối quan hệ và từ đó chúng ta có thể kết nối, làm ăn kinh doanh hay là nhờ người khác giúp tạo cho mình những cái cơ hội về tiền bạc. Ngoài ra thì hóa lộc nó cũng thể hiện một cái sự tụ hưởng, cái sự chuyển hóa. Thế nên là tiền bạc vào tay những người hóa lộc là nó cứ phải chuyển hóa đi, nó không tồn tại lại được. Nó không giống như tổ hợp của lộc tồn. Lộc tồn nó mang cái tính chất là ngưng tụ, thì cái này lại mang tính chất là hóa, chuyển hóa. Thế nên là hai cái tổ hợp mà cái lộc hiện hữu này, hiện hữu của chúng ta thì nó khác biệt nhau rất nhiều. Thế nên là hai bộ này nó cũng không thích hợp là đi với nhau. Một bộ là tụ, một bộ là tán, thì khi gặp nhau thì nó sẽ bị tán. Ở đây còn một bộ nó liên quan đến lộc hao. Khi mà hóa lộc đi với song hao nó cũng thể hiện là những cái dòng tiền nó hao hụt đấy. Và vừa kiếm vào cửa trước thì nó ra cửa sau. Đấy, nên là một cái bộ lộc và một cái bộ hao thì không nên đi cùng với nhau. Gọi là cách người ta khó giữ tiền thôi. Lộc tồn ở đây nó thể hiện là cái sự tích tụ, tồn trong cái nghĩa là trường tồn. Thế nên cái lộc của lộc tồn là cái lộc mà hầu như là người ta giữ khá là tốt, tích lũy. Và nó đi kèm với cái khả năng mà người ta phải tạo lập cái thị trường, cũng là cái bộ sao mà người ta cũng phải tạo lập cái uy tín, cái nền tảng cũng phải có một cái hệ thống. Đấy, trong tam hợp thì đấy, cung tài nó luôn có tổ hợp của cúc ấn. Có vẻ nên nó sẽ khá là giống cái tổ hợp của thiên phú. Đấy, kinh doanh theo cái kiểu của lộc tồn thì mình cũng phải tạo ra một cái thương hiệu, cũng phải có uy tín. Và là lộc tồn ấy, đôi khi nó mang cái tính chất là kìm kẹp, kìm hãm. Vì hai bên tổ hợp của lộc tồn nó luôn có kình đà. Thế nên là có phần là nó sẽ đôi khi là những cái ngành mà liên quan đến giao thương, trao đổi liên tục thì nó sẽ hạn chế khá là nhiều lộc tổ hợp lộc tồn này. Thế nên là nó cũng sẽ phù hợp với những cái tổ hợp mà ngành khá là đặc thù thôi. Đấy, về kinh doanh, về sản xuất đầu tư, đầu cơ, đó là tổ hợp của lộc tồn này. Đôi khi nó sẽ hạn chế trong cái vấn đề mà chúng ta cứ giao dịch, giao thương nhỏ lẻ, giống như tổ hợp vũ khúc này. Đấy, nó cứ giao dịch mua nơi này bán nơi kia thì cái lộc tồn này nó không thích hợp lắm, vì nó bị xu hướng nó bị kìm hãm nhiều. Nhưng mà cái bộ lộc tồn này họ có cái khả năng quản lý về tiền bạc rất là tốt. Đấy, giữ tốt dùng bền là tổ hợp của lộc tồn này. Đấy, khả năng tiết kiệm là tổ hợp của lộc tồn. Đấy, tích trữ. Và đấy, lộc tồn ở đây nó sẽ có cái uy tín của bộ cung ấn. Đấy, trong cung tài bạch luôn có cung ấn. Đấy, xây dựng được một cái cơ sở, một hệ thống. Cái cách ngày lộc tồn ở mệnh đó, người ta cũng sẽ là dễ có những cái cơ ngơi tổ nghiệp riêng cho mình. Đấy, sau này có thể là tự ra riêng độc lập được. Tiếp theo là cái tổ hợp của sao hoa cái. Sao hoa cái đây là bộ tài tinh. Và tài tinh của nó thì thường sẽ liên quan đến việc mà giao tiếp khéo léo và tạo ra các cái mối quan hệ. Ở cái hệ thống của cung nô ấy, cung nô của hoa cái luôn có tổ hợp của sao đào hoa. Thì ở đây thì nó sẽ thể hiện là đấy, cái khả năng kết nối của người ta rất là mạnh. Đấy, cung nô của đào hoa thuận lợi trong cái việc mà kết nối các mối quan hệ và tạo ra một cái cho mình được một cái thị trường. Và hoa cái trong cái thời đại bây giờ thì nó cũng sẽ là bị thua kém hơn so với một số bộ sao khác, như là bộ cự môn hay là bộ thái dương hóa lộc chẳng hạn, nó cũng sẽ thua kém hơn. Đấy, chính cái khả năng kết nối, cái khả năng tạo các cái mối quan hệ kết giao, nó sẽ là cái tài tinh của bộ sao hoa cái này. Thứ bảy đó là tổ hợp của sao thiên mã. Thiên mã ở đây thì đấy, nó nói về cái sự giao dịch. Nó thể hiện cho những cái người mà làm về tổ hợp ngành về dịch vụ. Chạy theo cái xu hướng của thị trường. Trong cái tam hợp của tăng tối điếu mà. Là cái mẫu người mà liên quan đến
những cái tổ hợp ngành mà nó chạy theo cái thị hiếu, đúng không? Bắt thì kịp theo cái xu hướng của thị trường là sao thiên mã. Thiên mã nó thể hiện một cái sự năng động. Thiên mã nói cách khác thì đây là cách mà chúng ta đánh đổi cái sức lực để lấy tiền bạc, đánh đổi cái thời gian, cái công sức để lấy giá trị về tài sản, về tiền bạc. Cái cách kiếm tiền của thiên mã theo cái kiểu dòng tiền lâu dài, tam hợp tăng tươi điếu, lâu dài, ngày này qua ngày khác, cần cù chịu khó, cần mẫn, là tổ hợp của thiên mã này. Thể hiện cho một cái nghị lực vượt trội. Cái ngày người khác nghỉ, mình vẫn đi làm, đó là thiên mã. Thế nên là cái cách tích lũy của nó như vậy. Đó là cái cách mà chúng ta phải chăm chỉ. Phải chăm chỉ thì mới có được. Nó không phải là những cái mà nó bộc phát, hay là không phải là những cái tầm nhìn chiến lược như là tổ hợp của Vũ Khúc, không phải là cái sự khôn khéo như là Hóa Lộc. Đấy, mà thiên mã nó sẽ thể hiện một cái sự chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Đấy, một cái sự năng động để chúng ta thích nghi với cái môi trường, đó là thiên mã. Thế nên thiên mã đóng tài, đóng mệnh thì chúng ta không phải lo về vấn đề tiền bạc, chỉ lo là chúng ta không có đủ sức để làm thôi, chỉ lo chúng ta lười không làm thôi. Chứ còn thiên mã thì càng đi càng làm nó càng ra tiền. Thứ tám đó là tổ hợp của sao Song Hao. Song Hao, nhiều người cho rằng bộ này nó là cái bộ mà liên quan đến hao hụt tiền bạc, đúng không? Hao là hụt hay là hao phí. Cái bộ này thì cái hiệu suất của những cái bộ này nó hơi kém. Hiệu suất trong cái việc mà trao đổi tài sản, đúng không? Cái công sức của mình thì nó cũng bị hao phí đi nhiều. Đấy. Mình làm việc lúc nào cũng vất vả hơn người khác. Đấy. Tổ hợp Song Hao. Nhưng mà trong thời đại bây giờ thì rõ ràng là Song Hao nó thể hiện một cái tư tưởng đầu tư lớn. Đấy, người ta phải bỏ tiền ra. Đấy. Cái gì cũng vậy, người ta phải bỏ tiền ra để người ta mới xây dựng được. Thì nó sẽ phù hợp. Đấy. Những cái đầu tư mạo hiểm đó là Song Hao. Nó phải, mình phải mất tiền, đúng không? Mình phải đầu tư cơ sở vật chất thì nó mới ra được tiền bạc. Đấy. Gọi là cái mẫu người mà chịu đánh đổi. Mình phải bỏ tiền ra trước, lấy lại sau. Đó là cái tư duy mạo hiểm. Đấy. Đánh đổi trước thời cơ là tổ hợp của Song Hao. Đấy, khi mà gặp thời có thể đi vay mượn tiền bạc, đấy, xoay sở tiền bạc, đấy. Bán nhà bán xe để đi lấy tiền để đầu tư, đó là tổ hợp Hao này. Đấy, sẵn sàng mình là cái người bỏ ra trước, đấy, hay là đấy, sẵn sàng mình có thể là mời bạn bè ăn uống, đấy, mình không có tiền nhưng mà vẫn vay tiền để mời bạn bè để lấy các cái mối quan hệ. Đó là một cái tư duy vượt trội, cái tư duy đi trước thời đại. Nó không giống như Lộc Tồn. Lộc Tồn thì đôi khi là người ta phải đi làm mấy năm rồi kiếm đủ tiền, bắt đầu là người ta gây dựng dần dần theo cái hướng mà lại lên theo an toàn, làm đâu tích đó. Thì Hao nó thể hiện là một cái lên rất là nhanh. Song Hao, các cái tổ hợp ngành liên quan đến kinh doanh đầu tư lớn đấy, cần có sự đánh đổi lớn, cái sự mạo hiểm lớn. Và các cái bộ tài tinh này thì khi mà nó đóng vào mệnh, nó không tốt bằng đóng vào trong cái hệ thống của cung tài bạch. Vì tài bạch nó chính là cái cách của chúng ta kiếm tiền đấy. Còn mệnh là cái cách chúng ta sử dụng cái tài năng thôi. Đóng vào tài nó vẫn là tốt hơn đấy. Cái nguồn tiền đấy, bất cứ bộ sao nào đóng ở trong cung tài thì nó cũng thể hiện cho cái cách kiếm tiền. Thế nên là các cái bộ tài tinh này nó có cái sự vượt trội về vấn đề quy đổi tài năng ra tiền bạc thì nó nên đóng ở trong cung tài thì nó sẽ thực tế hơn. Thế nên là khi mà nó đóng ở trong cung mệnh, ví dụ như là đấy, cái tổ hợp mà cự môn đóng cung mệnh thì đôi khi là mình sử dụng cái tài năng ăn nói của mình để kiếm tiền, nó gọi là một cái ngành nghề phụ thôi. Còn khi mà đóng cung tài thì nó sẽ là một cái ngành nghề chính của mình, dùng cái kỹ năng đó để kiếm ra tiền bạc thì nó sẽ đi vào cái nguồn tiền. Tài bạc ở đây nó là cái dòng tiền, cái nguồn tiền, tất cả các mọi nguồn thì nó đều đổ vào cái hệ thống của cung tài bạc hết. Và nó đổ vào cung tài, nó ra ở cung tài. Thế nên là cung tài nó sẽ thể hiện là đấy, cái dòng chảy. Thì các bạn xem cung tài bạch thì các bạn biết dòng chảy của đồng tiền như thế nào. Thế nên là nếu như cung tài bạch đấy, có nhiều bộ lộc đúng không? Nhiều bộ tài tinh thì cái cách kiếm tiền của chúng ta có phần là khá là thuận lợi. Cái dòng tiền nó dồn ra vào nó thuận lợi. Nếu như có hoa kỵ, có tuần triệt chẳng hạn thì cái cách chúng ta kiếm tiền thì nó có vẻ là khó khăn hơn. Đấy, chứ còn một phần nó liên quan đến cái vấn đề về giàu có.
Ở đây nó sẽ có hai cái chữ là thời và vận. Các cái tổ hợp mà sao tài tinh này thì nó cũng ăn vào cái thời rất là mạnh. Đúng không? Nếu như là ở đây theo cái quan điểm của xã hội xưa thì đây là tám bộ tài tinh, nhưng mà theo cái quan điểm bây giờ, cái thời nó thay đổi thì những cái quan điểm, cái thứ hạng của các cái bộ này nó cũng sẽ khác đi, nó cũng sẽ thay vào bằng những cái bộ bộ mới. Ví dụ như bây giờ nó sẽ là cái bộ mà tham lộc, đúng không? Tam lộc hay thái dương hóa lộc nó cũng rất là mạnh, thương mại phát triển, ngũ khúc hóa khoa nó cũng cực kỳ mạnh. Thế nên là sẽ có những cái bộ nó sẽ mất đi khỏi cái bảng này. Thứ hai là nó sẽ phụ thuộc vào cái vận trình của một con người. Con người ta đâu có thời có vận, lại sông có khúc, người có lúc. Thế nên là một người mà người ta có đủ cái bản lĩnh rồi, có đủ tài năng rồi, đợi đến khi gặp vận thôi. Có thể là chưa giàu trong lúc này nhưng mà lại sẽ giàu trong lúc khác. Quan trọng là cái lúc đó thì mình có đủ tài nguyên để mình làm hay không, hay là có nắm bắt hay không, hay là khi mà vận qua rồi mình sẽ lại cảm thấy tiếc. Đó là hai cái yếu tố là thời và vận. Đấy, chúng ta nắm bắt được cái vận này, đấy, chúng ta biết khi nào nên đầu tư đấy, thì nó sẽ đấy, nắm bắt được cơ hội thích hợp hơn, thì chúng ta nó dễ thành công hơn. Và cái phần đấy, tài năng của con người nó không giới hạn ở tám bộ tài tinh này, và cái khả năng quy đổi ra tiền bạc đấy, nó cũng không giới hạn bởi tám bộ này. Ngoài ra còn những cái bộ khác, ví dụ như thiên cơ. Thiên cơ thì nó lại có một cách là người ta nắm bắt cơ hội đấy, dùng cái cơ hội của mình đấy, kiếm được tiền bạc từ cái cơ hội đấy. Hay là những cái tổ hợp mà sao mà liên quan đến cái tổ hợp về ngành về giải trí chẳng hạn, đào hoa nó cũng là những cái bộ mà có thể kiếm tiền đấy, kiếm tiền được bằng cái tài năng tài hoa, bằng cái sự nổi tiếng của mình. Đó, đó là những cái bộ. Bây giờ thì bất cứ một ngành nghề nào giỏi thì chúng ta đều có thể kiếm tiền được. Thế nên là nó sẽ không giới hạn, và bây giờ để đánh giá hay xếp hạng nó cũng hơi khó, nhưng mà nói chung là vũ khúc thì sẽ luôn đứng đầu ở trong cái tổ hợp này, vì nó luôn đưa ra cái sự trao đổi, luôn luôn có cái sự trao đổi. Cái người mà làm trong những cái ngành ví dụ như chúng ta làm kỹ thuật nhưng mà có vũ khúc thì chúng ta cũng có thể mang cái sản phẩm kỹ thuật của mình đi bán được. Chúng ta làm trong giáo dục thì chúng ta vẫn mang cái khóa học chúng ta đi bán được. Đấy, gọi là bán mọi thứ là tổ hợp của vũ khúc, nên là đây nó gọi là cái bộ sao mà phổ cập nhất liên quan đến buôn bán trao đổi là vũ khúc. Và sau đây thì mình xin hết về bài này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.